Chào bạn, trong clip ngày hôm nay thì Quang Tuấn Auto xin giới thiệu cho mọi người nha một cái lựa chọn ở tầm tiền ngoài 200 triệu cho một chiếc xe ở phân khúc sedan hạng C số động. Thì đây là chiếc xe Hyundai Avante đời 2011 mang tên tư nhân biển Hà Nội và sử dụng động cơ là 1.6 số động. Chiếc xe này thì bên Quang Tuấn Auto lấy được là do cái bác chủ xe ấy, bác đổi lên chiếc xe Camry của bên Quang Tuấn Auto và để lại chiếc xe này cho bên em. Thì em thấy chiếc xe này khá là ok về chất lượng và cái tầm tiền nó cũng phải chăng nên lấy về để giới thiệu cho mọi người cùng xem nhá. Đây các bạn có thể nhìn qua một chút cái ngoại hình phía bên ngoài này. Chiếc xe này thì có màu sơn là màu trắng nhá, và nội thất là màu kem. Và xe thì ở cái phân khúc mà ở tầm giữa, động cơ là 1.6 và phiên bản nó là số tự động. Thì nó cũng sẽ có cửa sổ trời này, có điều hòa tự động này, có hai túi khí này, có phanh ABS này, rồi tích hợp vô lăng. Đó, cũng khá là nhiều cái thứ hay. Và không gian người ngồi thì bên trong thì rộng rãi thoải mái, đi đầm chắc cái âm tốt. Và sau này thì bảo dưỡng bảo trì phụ tùng thì nó cũng sẵn là rẻ thôi. Nói chung là dòng này là một cái dòng xe mà dễ nuôi sau này. Và đây các bạn nhìn qua một chút ngoại hình phía bên ngoài này, màu sơn màu trắng rất là nõn nà đúng không ạ. Trang bị là la răng đúc và có cả phanh đĩa cả bốn bánh nhá. Đấy, ở phần tay cửa thì họ đã gắn ốp mạ chrome này, dán phim chống nóng các kiểu này. Rồi ở phía đằng trước cũng như đằng sau thì hệ thống đèn được trang bị những cái dạng bóng led nhá. Đấy, đời này thì được nhà xuất họ trang bị cái bóng led ở đây, nó sẽ nhìn nó đẹp hơn đấy. Và các bạn nhìn xung quanh ngoại hình phía bên ngoài này, các bạn nhìn thấy rất là được đúng không ạ. Màu sơn là màu trắng, cũng là một cái màu mà có thể nói đẹp màu. Đấy, dọc theo sườn xe thì đây, ở những phiên bản Avante này thì nó có thêm những cái ốp mạ chrome dọc phía dưới này, nhìn nó nổi bật, cũng như là ốp ba bu lê đây đó. Và chiếc xe này thì bạn sẽ thấy rất là rộng đúng không ạ, bởi vì nó ở phân khúc hàng C nhá, nó cùng phân khúc với Altis hoặc là Vios ấy. Đấy, các bạn nhìn được không, ở trên thì nó có cửa chơi này, có cửa chơi, và ngay bản thân cái phần sơn phía trên bạn nhìn thấy rất được đúng không ạ, trắng xóa luôn. Nói chung là cái màu trắng này là một trong những màu gọi là đẹp màu đấy. Nếu bác nào mua thì lựa chọn màu này nhìn rất là sạch sẽ đẹp đúng không ạ. Còn ở những phiên bản này thì các bạn nhìn nó sẽ có thêm cái bóng led này. Đây là cái bóng led nguyên bản theo xe này đó. Nếu mà em bật đèn lên thì nó sẽ hiện cái bóng led nhìn rất thích. Còn đây là phần ca lăng đằng trước. Xe thì tổng thể xe nó cũng không có lỗi lầm gì cả, thân vỏ nó ok, lốp lắp còn dày này, lốp lắp còn dày nhá, lốp họ dùng cái lốp bê tông, đăng kiểm thì vẫn còn nhá, cũng không còn nhiều lắm nhưng mà còn đến tháng 5 24 các bạn. Đấy. Còn bây giờ thì mời bạn xem qua một chút cái phần nội thất. Ở đây thì ngoại hình là màu bạc và nội thất thì là màu ghi các bạn, và các bạn có thể nhìn cái phần nội thất ấy, nó còn khá được luôn đúng không ạ? Vẫn là cái bộ ghế da zin nguyên bản, trần phào nguyên bản và táp lô táp ly nguyên bản nhá. Các bạn nhìn cái bộ ghế này, đấy, theo thời gian thì có những vị trí là hơi rạn một chút nhưng mà vẫn chấp nhận được đúng không ạ? Đấy, rồi phần táp lô của nó đây, túi khí các kiểu này, điều hòa tự động này, đây các bạn nhìn, đấy, có điều hòa tự động nhá. Đấy, rồi có những phím tích hợp ở trên vô lăng, đấy, chúng ta bật cái này lên là có tích hợp vô lăng này, kiểu thế. Rồi có cửa sổ chơi, đây phần cửa chơi đây, em sẽ thử cho mọi người cùng xem nhé. Và như em kiểm tra đây thì các tính năng ở trên xe thì vẫn đang hoạt động tốt bình thường nhé. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và sạch sẽ lắm, em nhìn đây, mọi người có thể quan sát này, những vị trí khe kẽ này nó sạch, đúng không ạ? Đó, sạch cực kỳ, cần phanh tay đây, tạp bi cửa đây, đây thì vẫn còn nguyên quyển hướng dẫn sử dụng này, đó, hộp để đồ này. Ở đây thì họ lắp thêm cái cam lùi các bạn, đây là cái cam lùi phía đằng sau họ lắp thêm này, đó. Còn mời bạn xem thêm các chi tiết như là chắn nắng này, cũng sạch sẽ đúng không ạ? Đó, đây cũng mở cái này ra là có đèn soi gương nhá, hộp để đồ các kiểu này. Đấy, những chi tiết nhựa hoặc là những chi tiết chắn nắng này nhìn nó vẫn được đúng không ạ? Nó không bị lão hóa bởi thời gian gì đâu. Còn tiếp tục thì mời bạn xem ở vị trí phía đằng sau này. Các bạn nhìn bề mặt ghế da đằng sau này. Đấy, nó cũng còn được đúng không ạ? Vẫn là cái ghế da zin và nó vẫn có đục lỗ nguyên nhá, để ngồi nó được thoải mái thoáng hơn. Có bệ tì tay các kiểu này. Ở đây thì nó có thể có cái lỗ này để có thể thò tay vào lấy đồ đằng sau, khá là tiện đúng không ạ? Đấy, tự đầu ngồi thoải mái đấy. Ở phân khúc hạng C thì đây là một xe mà ngồi rất là thoải mái đúng không ạ? Ngồi 3 người phía đằng sau, ok đúng không ạ? Rộng rãi. Đấy, ở đây thì tựa đầu các kiểu này. Và các bạn nhìn ở phía đằng sau lên, các bạn nhìn thấy cái phần thiết kế phía trước ấy, phần táp lô táp ly các kiểu là còn được đúng không ạ? Đấy. Còn kế đến thì mời bạn xem đến vị trí cốp để đồ nhá. Cốp để đồ thì đây các bạn nhìn này.
Đấy, ở đây thì nó có cả cái lưới này cơ, chắn đồ. Rồi ở phía dưới thì các bạn nhìn này, la răng sơ cua. Và cái dòng này la răng thì nó cùng cỡ với cái những cái la răng ở phía bên ngoài luôn nhá, kích thước các kiểu còn đủ hết. Đấy. Còn đây là phần cốp phía đằng sau này, keo chỉ thì như chiếc xe này em thấy gần như là nguyên gần như hết nhá. Có một vài vị trí nó bị rạn một tí chỉ, tí nữa em chỉ cho mọi người xem. Đây còn đây những cụm đèn này, đèn xịn nó này, đúng không ạ? Và đây là những vị trí xung quanh ở phần mà ốp phần cốp này, những vị trí răng đây là nguyên này, đúng không ạ? Cốp thì mở ra vào chắc nình địch luôn. Đấy, đèn đóm này, biểu tượng logo Hyundai Avante đầy đủ hết nhá. Và mời mọi người xem một chút phần gầm. Gầm dòng này thì nó sử dụng treo đa điểm và đi rất là êm ái. Đây các bạn nhìn phần tôn vỏ phía dưới là còn được, đúng không ạ? Đấy. Còn tiếp tục thì mời bạn xem này. Đây, đây là cái phần cửa phía đằng sau bên lái nhá. Những cái phần tabi thì nó sẽ kiểu như này. Đấy, cũng sạch sẽ đúng không ạ? Kính này, lên trơn tru này. Và nội thất thì nó được như thế. Đấy, mọi người xem có thể cảm nhận được đúng không ạ? Đây như thế này. Đấy. Các bạn nhìn ở đây thì lên xuống kính này. Hơi tiếc là ở cái đời này nhá, cái dòng này thì nó sẽ không có gập gương bằng điện các bạn, nó chỉ có chỉnh gương bằng mặt bằng điện thôi. Đấy, còn gập thì vẫn là gập bằng cơ kiểu như này nhá. Đấy, thì được cái là gập cơ kiểu này thì nó khá là bền, ít khi nó bị hỏng motor gập. Còn đây là phần sàn xe này, sàn thì họ vẫn để sàn nỉ nguyên bản này, còn tương đối là sạch. Đây có một cái vị trí đây, khe này thì mình thấy nó bị rạn một tí chỉ đây. Đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đâu. Thậm chí là em thấy là nó cũng không có vết động chạm gì cả, lớn cơ. Chắc có thể lúc nào mở cửa ra nó bị ảnh hưởng một tí. Còn phần ghế đây. Đấy, mọi người có thể xem, đúng không ạ? Cơ bản như thế này. Một chiếc xe mà để mà đi gia đình thì khá là phù hợp, đúng không ạ? Tầm tiền nó phải chăng. Còn mời bạn xem đến cái phần khoang máy nhé. Tiện đây thì em sẽ bật cái phần đèn lên cho mọi người cùng xem. Đây phần đèn này, nó sẽ có cái bóng định vị phía dưới này. Đấy. Thì chỉ ở cái đời này nó mới có kiểu như thế này thôi, nhìn nó khá là hay. Còn máy đây, xe thì trang bị động cơ là 1.6 và cái máy ở dòng này thì dùng chung với nhiều động cơ của các xe khác nhé, như là Hyundai i30 hoặc là Hyundai Elantra hoặc Kia Forte, thế đấy là đều dùng chung cái động cơ kiểu như này, cũng như là hộp số này, nên sau này bảo dưỡng bảo trì thì phụ tùng nó cũng sẵn và rẻ thôi. Còn các bạn nhìn phần khung xương giằng đầu các kiểu này, rồi cabo đây, cabo cũng nguyên xi thôi, đúng không ạ? Nói chung là xe thì theo thời gian thì có tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa một số vài thứ, nhưng mà hiện tại thì đang hoạt động tốt, ổn định này. Đấy, máy nổ êm ru, thậm chí là hiện tại nó đang có một số vết cứt chuột đang bám vào đây cơ. Đấy. Các bác lấy con này thì sau này để mà chăm sóc bảo dưỡng nó thì nó cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì dòng này thì phụ tùng bảo dưỡng thì rất là sẵn và rẻ các bạn. Đấy, bác nào mà đã từng đi những dòng Hyundai thì các bạn biết đấy, đây là một trong dòng xe mà có cái chế độ chăm sóc nó rất là đơn giản thôi. Đấy, phụ tùng sẵn và rẻ, và cái trải nghiệm người dùng thì nó cũng tốt, đúng không ạ? Không gian người ngồi rộng rãi, cách âm tốt, rồi xăng cộ nó hợp lý, những cái trang bị tiện nghi thì đi cùng nó cũng tương đối đầy đủ, khi mà có cửa trời này, có điều hòa tự động này, tích hợp vô lăng các kiểu, có phanh ABS, có túi khí đầy đủ rồi. Bác nào quan tâm mà đang tìm dòng này thì hãy nhấc máy lên luôn và liên hệ Quang Tuấn ô tô nhá. Theo số điện thoại 0988638585, địa chỉ xem xe chạy thử trải nghiệm ở Phạm Văn Đồng, Hà Nội nhá. Cảm ơn quý bạn rất nhiều đã theo dõi video.